những hình ảnh học trực tuyến như thế này đã quá quen thuộc với mỗi gia đình có con em trong độ tuổi đến trường trong suốt hơn 7 tháng của năm học 2021-2022. Một năm học được diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới và tại Việt Nam. Chưa bao giờ và chưa khi nào Việt Nam lại áp dụng việc giãn cách xã hội dài như vậy. Dịch COVID-19 diễn ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó trực tiếp ảnh hưởng tới ngành giáo dục đào tạo nói chung và của huyện Đông Anh nói riêng. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, cùng sự nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục và đào tạo huyện, công tác giáo dục đào tạo của huyện Đông Anh tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng phấn khởi, tự hào. Ngành giáo dục đào tạo đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch hiệu quả, góp phần cùng cả huyện đạt được các mục tiêu đề ra trong lộ trình xây dựng huyện thành quận. Năm học 2021-2022, mặc dù dạy và học trong điều kiện chống dịch như chống giặc, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu kép, ngành giáo dục đào tạo huyện Đông Anh đã có nhiều giải pháp, chủ động xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19. Trong đó, lần đầu tiên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong toàn huyện tham dự lễ khai giảng qua truyền hình nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc chào đón một năm học mới. Để các em học sinh tuy dự lễ khai giảng năm học mới trực tuyến tại nhà nhưng vẫn cảm nhận được hết ý nghĩa cũng như trách nhiệm của bản thân bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị chu đáo và hướng dẫn phụ huynh học sinh tham gia đầy đủ lễ khai giảng qua truyền hình. Năm học 2021-2022 đã đến, con rất vui mừng và xúc động khi được tham dự buổi lễ khai giảng đặc biệt, khai giảng trực tuyến. Mặc dù không được gặp bạn bè, thầy cô như những khai giảng trước, nhưng con vẫn cảm nhận được không khí tưng bừng của buổi lễ khai giảng và những tình cảm tốt đẹp mà các bác lãnh đạo, thầy cô đã dành cho chúng con. Con xin cảm ơn sự quan tâm của các cô bác lãnh đạo, của thầy cô giáo và của bố mẹ đã tạo tâm thế tốt nhất và các trang thiết bị học tập trực tuyến để chúng con sẵn sàng bước vào học tập bằng một cách thuận lợi nhất. Chúng con xin hứa sẽ khắc phục khó khăn thật tốt để đạt được kết quả cao nhất trong học tập. Đặc biệt, thực hiện chương trình máy tính cho em nhằm đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau do Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh phát động, ngành giáo dục đào tạo đã rà soát kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân trao tặng 657 thiết bị học trực tuyến cho 657 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 62 máy tính, 56 máy tính bảng và 508 điện thoại thông minh với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Đảm bảo 100% học sinh tiểu học, trung học cơ sở có đủ thiết bị học tập trực tuyến, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Do tình hình đại dịch nên em phải học online ở nhà. Trước hết em xin được cảm ơn nhà hảo tâm và nhà trường đã giúp đỡ và tặng cho em bộ máy tính mới. Em cảm thấy rất vui và em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ và thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của nhà trường và gia đình và các nhà hảo tâm. Tuy là học trực tuyến, nhưng ngành giáo dục đào tạo của huyện vẫn tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý với phương châm kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao. Từng cấp học đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn trong đại dịch nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Cấp học mầm non với phương châm xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc, các cơ sở giáo dục mầm non đã chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19. Các giờ lên lớp tuy cô không được trực tiếp gặp trò, nhưng những nội dung của chương trình học vẫn được các cô truyền tải trọn vẹn đến các con qua các hoạt động giao lưu, kết nối trực tuyến. 100% các trường lựa chọn các nội dung cốt lõi cần thiết phù hợp với trẻ mầm non, khai thác kho học liệu điện tử để hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động giao lưu kết nối trực tuyến, các biện pháp chăm sóc trẻ tại nhà trong mùa dịch, tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi an toàn tại nhà. Khi trẻ em đi học lại, 100% các cơ sở đã chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
hoạt động vui chơi, rèn nền nếp, kỹ năng và các hoạt động giao lưu linh hoạt, đảm bảo phù hợp với trẻ. Đặc biệt, quan tâm đến việc rèn nền nếp, kỹ năng cho trẻ trong những tuần đầu trở lại trường học. Giáo viên lớp 5 tuổi tăng cường dạy trẻ kiến thức và kỹ năng đảm bảo đạt yêu cầu, chuẩn bị tâm thế vào lớp 1. Thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày. Kết thúc năm học, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ xuống còn 1,8%, thể thấp còi xuống còn 2,5%, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì giảm 1,6%. Cảm nhận rằng trong cái ngôi trường Sao Mai này là một ngôi trường rất là hạnh phúc, các cô giáo rất là tận tình, chu đáo. Trong thời gian nghỉ dịch online, mặc dù là với lứa tuổi của các con còn nhỏ, chưa cần phải học online, nhưng các cô cũng rất là nhiệt tình, thường xuyên là hướng dẫn những cái video dạy kỹ năng hay các hoạt động phụ huynh cùng với cả các con để hoạt động. Bên cạnh đó thì cuối tuần các cô còn có thể là tổ chức các buổi học Zoom để kết nối giữa cô và trò, gắn kết tình cảm giữa phụ huynh, cô và trò. Với các con học sinh tiểu học, đặc biệt là các con bắt đầu vào lớp 1, bước vào năm học mới, mặc dù không được đến lớp, đến trường gặp cô, gặp bạn và được giảng dạy trực tiếp, nhưng các con vẫn được nhận tròn đầy sự yêu thương và dạy dỗ của các cô thông qua các tiết học trực tuyến. Năm học 2021-2022 cũng là năm học thứ hai giáo dục tiểu học thực hiện song song hai chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mỗi chương trình. Tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng lồng ghép giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và hiểu biết xã hội cho các em. Các nhà trường đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo chương trình, nội dung dạy học cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối với học sinh không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên. Chỉ đạo vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, khai thác và sử dụng các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong dạy học trực tuyến, đổi mới đánh giá học sinh, thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật đánh giá thường xuyên theo quy định, khuyến khích, động viên, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục tiểu học tiếp tục được duy trì và khẳng định với 68,3% học sinh được khen thưởng, 99,66% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tham gia cuộc thi đấu trường toán học cấp huyện đạt 108 giải vàng, 173 giải bạc, 256 giải đồng và 425 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt cấp thành phố đạt 584 giải, trong đó có 98 giải nhất, 84 giải nhì, 165 giải ba, 239 giải khuyến khích. Với cái tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thì nhà trường đã chủ động triển khai một số kế hoạch cụ thể như sau. Cái thứ nhất là về kế hoạch chuyên môn thì nhà trường bám sát vào cái hướng dẫn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Anh và đã xây dựng cái kế hoạch làm sao cho nó hiệu quả sát thực nhất trong vấn đề giảng dạy để đạt được cái kết quả tốt nhất. Và nhà trường cũng đã triển khai một cách cụ thể cả hai phương án giảng dạy. Phương án thứ nhất đó là vừa giảng dạy trực tiếp ở trên trường và vừa giảng dạy trực tuyến ở nhà với những trường hợp học sinh mà các con có thể đến trường được và những trường hợp học sinh không thể đến trường được. Thứ hai là về vấn đề họp với cha mẹ học sinh thì nhà trường đã triển khai và họp với cha mẹ học sinh cùng bàn, cùng thống nhất với cha mẹ học sinh tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc giảng dạy của các thầy cô và việc học tập của các em học sinh. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên giáo dục trung học cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 6. Tuy nhiên, các trường đã chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học đảm bảo tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học theo dự án cho các môn học và giáo dục STEAM trong dạy học.
chỉ đạo các nhà trường triển khai hiệu quả việc dạy học trực tuyến, học trên truyền hình cho học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, triển khai ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học qua Room, Zalo, Facebook, học bài ở nhà để giao bài, chữa bài, ôn tập và củng cố kiến thức, đồng thời quản lý theo dõi quá trình học tập của học sinh. Trong thời gian học sinh chưa được trở lại trường học trực tiếp hoàn toàn, 100% các nhà trường đều có các phòng học 2 trong 1, vừa giảng dạy trực tuyến, vừa giảng dạy trực tiếp cho các đối tượng học sinh học tại trường và học ở nhà. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục đại trà các nhà trường tiếp tục được duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và học sinh tiên tiến được giữ vững. Về đạo đức, học sinh xếp loại tốt đạt 92,85%, khá đạt 6,65%. Về văn hóa, học sinh giỏi đạt 38,35%, loại khá đạt 35,80%. Hoàn thành xét và công nhận tốt nghiệp cho 6.691 học sinh đạt tỷ lệ 99,98%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, học sinh giỏi tiếp tục được khẳng định. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố đạt 75 giải, trong đó có 2 giải nhất, 27 giải nhì, 25 giải ba và 21 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022 do thành phố phát động đạt 1 giải nhì và 1 giải ba. Thi đấu trường toán học cấp huyện đạt 32 giải vàng, 48 giải bạc, 73 giải đồng và 119 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 có một học sinh đạt giải cây bút triển vọng cấp quốc gia, đạt 43 giải toàn miền Bắc, 1 giải vàng và 2 giải đồng cấp quốc gia cuộc thi toán IMO. Và lần đầu tiên học sinh Đông Anh tham gia kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2022 đạt 1 giải khuyến khích. Các kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và vào lớp 10 trung học phổ thông được ngành chỉ đạo tổ chức thành công và an toàn trong phòng chống dịch. Và lúc đó chúng tôi đã suy nghĩ và họp bàn nhiều cuộc họp online và quyết định là kết hợp của nhiều phương pháp dạy học như là dạy học qua Zoom, qua Microsoft Teams, kết hợp với nhiều các cái phần mềm như là Quizy, Kahoot hay là Azota. Và chúng tôi đã tiến hành áp dụng với nhiều phương pháp dạy học đổi mới, chia nhóm, thuyết trình. Và sau nhiều tiết học như thế thì đã đem lại hiệu quả cao. Và đến thành quả mà chúng tôi ghi nhận được đó là cái kết quả cuối năm vừa rồi, cả về chất lượng đại trà cũng như mũi nhọn thì đã đạt kế hoạch ngoài sức mong đợi của trường. Ngành giáo dục đào tạo huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong năm học, bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp đã tổ chức có hiệu quả 76 lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng quản trị trường học, kỹ năng truyền thông, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học cho các bộ môn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiếp tục được ngành chú trọng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã có sự đầu tư nghiên cứu, thể hiện rõ tính sáng tạo, khoa học, được phổ biến rộng rãi. Năm học 2021-2022, ngành có 746 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện, trong đó có 166 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A, 531 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B và 49 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C. Mặc dù 2/3 năm học là học trực tuyến, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học cũng đã được huyện Đông Anh coi trọng. Huyện đang triển khai xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 15 dự án trường học. Năm 2021, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng 7 trường đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia cho 5 trường với tổng kinh phí đầu tư trên 570 tỷ đồng. Đến nay, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện là 75 trường, đạt tỷ lệ 81,5%. Trong đó có 14 trên 75 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 18,7%. Công tác xây dựng thư viện chuẩn, thư viện tiên tiến tiếp tục được các nhà trường quan tâm xây dựng và đầu tư. Kết thúc năm học 2021-2022, toàn huyện có 54 trên 56 thư viện đạt chuẩn và tiên tiến, đạt tỷ lệ 96,42%. Trong đó có 35,18% thư viện đạt tiên tiến và xuất sắc. Với những thành tích đã đạt được,
năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo Đông Anh đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, đề nghị Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì, hạng ba cho 2 tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân, Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân, 18 tập thể đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 96 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và 597 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp ngành giáo dục và đào tạo Đông Anh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022 vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cho nên là ngành giáo dục đào tạo Đông Anh đã gặp phải rất nhiều những khó khăn, thách thức. Song với cái sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của toàn ngành, thì ngành cũng đã phấn đấu và hoàn thành tốt được nhiệm vụ năm học. Năm học 2022-2023 đã sắp đến gần. Đây là năm học với chủ đề là đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Để năm học này hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ, thì tôi đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là chúng ta luôn bám sát vào sự chỉ đạo của thành ủy, huyện ủy, thế và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Thứ hai là phối hợp chặt chẽ với các ban ngành thuộc huyện để tham mưu tập trung triển khai thực hiện các cái dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đảm bảo được đúng tiến độ kế hoạch. Thứ ba là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tích cực, chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành, thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, như là đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với truyền thống của ngành giáo dục đào tạo huyện nhà. Trong suốt những năm qua, thì năm học mới này tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng và sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh, thì tôi tin tưởng rằng là ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Với những nỗ lực không mệt mỏi, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Anh đã gặt hái được thành công trong thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên và hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022. Một năm học mới sắp bắt đầu, trên nền tảng của các thành tựu đã đạt được của những năm học trước, những khó khăn, thử thách đã vượt qua. Chắc chắn, năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà, đội ngũ các thầy cô giáo và các em học sinh trong huyện sẽ tiếp tục viết nên những thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp chồng người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho huyện trong công cuộc xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh và phát triển vững bền.